Kính chào lại tất cả các quý vị mến thương. Và cho Nguyên nhắc là Nguyên chỉ có hai kênh duy nhất, đó là cái kênh Thời sự Biển Đông. Đây là cái kênh CND Trần Văn Việt. Nhắn nhủ đôi lời chỉ có hai thôi nhé. Hiện bây giờ chỉ có hai thôi. Đừng nhầm lẫn với kênh khác. Cảm ơn tất cả các quý vị nhiều. Và bây giờ thì chúng ta đi vào những sự kiện làm lo âu. Cho Nguyên nói á, cuộc đời con người á, nó rất là ngắn. Khi còn tuổi thơ đó thì chúng ta thấy cái thời gian chúng ta nó rất là dài, vì cái tuổi nhỏ mà không có từng trải. Trời ơi, Nguyên nghĩ là trong chúng ta cũng sẽ cảm nhận được khi lúc chúng ta khoảng 12, 13 tuổi thì chúng ta nhìn thấy một cái người thanh niên hay một cái cô gái gì đó khoảng tầm 30 tuổi thì chúng ta cho ui quá già rồi. Ôi giời ơi. Nhưng mà chúng ta thấm thoát sẽ qua mau, và khi chúng ta thấy chúng ta lên tới 30 tuổi thì chúng ta ui còn trẻ măng, còn trẻ măng. Và có thể là bởi vì do công nghệ, bởi vì do sự cuộc sống, bởi vì do sự y học, nên là cái tuổi thọ chúng ta nó rất là dài. Em ơi, có bao nhiêu? 65 cuộc đời. Nhưng bây giờ không phải là 60 hay là 65, có tuổi thọ cũng phải lên đến 80. Và nhiều người đạt đến cái mấu chốt là 100 tuổi. Và cũng bởi vì như vậy, nên là cái thời gian chúng ta nhận thức được cái giá trị của cuộc sống. Và Nguyên, tuổi tác nó không phải lớn, nhưng Nguyên bắt đầu cũng đã nhận thức được là giá trị cuộc sống nó như thế nào các quý vị. Và thời gian của chúng ta đúng ra nó phải có rất là nhiều. Nhưng tiếc thay, chúng ta có một cái ông nào đó, ông rảnh rỗi, ông sanh ra nông nổi, ông không giống như mọi người chúng ta, không sống cuộc sống nó bình thường, ông rất là sung sướng. Có thể nói là ông là người giàu nhất trên trái đất này. Có nhiều thống kê cho biết, đầu tiên người ta tưởng là Elon Musk, người ta tưởng là Bill Gates, người ta tưởng là cái ông giám đốc tập đoàn Louis Vuitton, nhưng không. Cái người giàu nhất trên thế giới này, ông có nhiều ghệ, ông có nhiều đào, ông có nhiều vợ, tàn là trẻ là sinh không. Đúng ra ông là một cái người phải sống một cách hạnh phúc hết. Ông là người được hưởng thụ nhất, không ai xa lạ, chính là Putin các quý vị. Chính là Putin là một cái người đúng ra phải sống hạnh phúc thoải mái, nhưng không. Ông ngược lại thì Noel sắp đến, Tết Tây sắp đến, Tết Việt sắp đến, thì ông không chúc lời mừng cho chúng ta, mà ông lại đem những cái lời nói khá là làm cho chúng ta lo lắng. Nên là Nguyên sẽ chia sẻ những lo lắng như thế nào, lý do mà ông nói những lời này. Nó xuất phát từ vấn đề biên giới giữa Phần Lan. Các quý vị cũng biết đó, là thứ năm vừa qua thì biên giới Phần Lan đã mở cửa 2 tiếng đồng hồ. Rồi Phần Lan sợ quá, quá sợ luôn, vãi cả linh hồn, đóng cửa biên giới luôn. Đúng ra là Phần Lan không định mở biên giới, vì Phần Lan đã quyết định đóng biên giới ban giao với Nga hoàn toàn. Có nghĩa là cắt đứt ban giao, có nghĩa là không có buôn bán, không có giao thông, không có đi du lịch, không có gì hết. Biên giới đóng, có nghĩa là biên giới nó không có một cái gì ngoại giao với Nga nữa. Thì đó là cái quyết định chính phủ của Phần Lan, vì họ có nhiều vấn đề lo âu về tình hình biên giới gần đây. Nhưng sau đó bởi vấn đề trục trặc, về vấn đề hành chính, tập đoàn công ty ký hợp tác, nhiều hàng hóa chưa có được trao đổi, nên là chính phủ Phần Lan mới quyết định là mở lại biên giới một tháng. Từ ngày 14 tây tháng 12 đến ngày 1 tây tháng 14 tây tháng 1, có là một tháng, chính đúng một tháng. Nhưng sau đó vào bữa thứ năm vừa qua họ mở chỉ có 2 tiếng đồng hồ, thì cái số lượng mà dân mà họ muốn ồ ạt qua bên Phần Lan á, làm cho cái hải quan của Phần Lan á, họ không thể kiểm soát được, nên họ đã quyết định đóng biên giới luôn. Họ đã quyết định đóng biên giới luôn các quý vị. Thì là một cái câu chuyện khá là lý thú và vui. Nhưng bữa nay thì nó bắt đầu nó phanh phui ra nhiều câu việc khác, mà Putin đã trả lời trước báo chí ngày hôm nay với những câu chuyện khá là lý thú sau đây. Putin nói rằng là đúng ra đó, Phần Lan là một cái quốc gia nó không có vấn đề gì hết. Phần Lan là một cái quốc gia không vấn đề. Trời ơi, dễ thương. Phần Lan và Nga là ôi láng giềng dễ thương, không có vấn đề. Nhưng bây giờ nó đã có vấn đề. Bây giờ nó đã có vấn đề. Từ lúc Phần Lan xác nhập vào Liên minh NATO, Phần Lan đã có vấn đề.
Và khi anh có vấn đề thì tôi phải đem vũ khí đến. Lý do tại sao? Các quý vị cũng biết là trước khi Phần Lan sáp nhập vào Liên minh NATO thì là Phần Lan đã ký cái liên minh quân sự với hai quốc gia, đó là Thụy Điển và Anh Quốc. Để cho mình nhắc, có nghĩa là liên minh quân sự trước khi Phần Lan. Có nghĩa là Anh Quốc sẽ đóng một cái vai trò lớn để bảo vệ Phần Lan. Cơ bản đầu tiên chỉ có cần là Anh Quốc thôi là Nga đã không thích. Bây giờ thì chính thức Phần Lan đã trở thành thành viên của NATO. Đặc biệt là vài ngày gần đây thì Phần Lan đã đưa ra một cái quyết định táo bạo, là Phần Lan đã ký hợp đồng với Mỹ, cho Mỹ mượn diện tích đất đai để xây căn cứ quân sự. Và không phải là một căn cứ mà có thể nhiều căn cứ. Vì cái diện tích biên giới giữa Phần Lan và Nga nó đến 1.320 cây số, mà lực lượng quân đội của Phần Lan không đủ nhân lực để mà bảo vệ. Đầu tiên nhất thì Phần Lan suy nghĩ Ba Lan là một cái ứng cử viên cũng khá là ok, Ba Lan. Nhưng mà tính đi tính lại thì Phần Lan vẫn chọn Mỹ. Vì dù sao Mỹ cũng là quốc gia cường mạnh, nên Phần Lan đã quyết định chọn Mỹ, cho Mỹ những cái diện tích dùng đất đai để Mỹ lập căn cứ quân sự. Nhưng không phải là một cái, Mỹ có thể lập từ 10 đến 14 cái cũng được, những căn cứ của Mỹ như vậy. Nên nó đã dẫy đến một cái sự lo lắng cho ông Nga. Vì ông Nga ổng không bao giờ thích lực lượng của Mỹ kế bên biên giới của ông hết. Ông bà mình có câu nói một câu rất là chí lý các quý vị: ghét của nào trời trao của đó. Đúng không? Ghét của nào trời trao của đó. Ổng rất là sợ lực lượng của Mỹ ở gần biên giới của ổng. Và bây giờ những cái gì ổng sợ hãi, những cái ác mộng của Putin nó đang áp sát. Và Mỹ bắt đầu kích hoạt cái hợp tác với Phần Lan. Và bởi vì cũng là cái nguyên nhân đó, Mỹ đã đồng ý với Phần Lan. Phần Lan mới quyết định hoàn toàn không mở biên giới nữa. Vì Phần Lan sợ tình báo, sợ gián điệp. Căn cứ của Mỹ sẽ là bí mật trong những ngày kế tiếp. Lực lượng của Mỹ sẽ đến Phần Lan như thế nào đều phải là bí mật hết. Sự bảo vệ và cũng là một sự đe dọa cho Nga, nên Putin mới nổi cơn điên ngày hôm nay. Và Putin, đầu tiên nhất là Putin nói đây là một cái vấn đề nó nặng lắm, ngày xưa nó không có và bây giờ nó đã có. Nên Putin đã quyết định sẽ điều động vũ khí hạt nhân của mình nhắm về phía bên Phần Lan. Putin đã ban lệnh, sát lệnh điều động vũ khí hạt nhân. Các vị biết là những chiếc xe vũ khí hạt nhân đó thì nó có nhắm từ hướng khác nhau. Và bây giờ ổng kéo tới gần Phần Lan. Và Putin còn nói chúng ta biết vào ngày đầu năm, thì đầu năm người ta bắn pháo bông, thì ổng chắc không định bắn pháo bông, ổng định bắn vũ khí hạt nhân để thí nghiệm. Ổng nói là bắt đầu từ đầu năm 2024, có nghĩa là cho chúng ta ăn Noel, cho chúng ta, dù sao thì mấy ổng cũng bên bển cũng ăn Noel các vị, mấy ổng bên Nga cũng ăn Noel. Sau bắt đầu năm 2024 thì cái kế hoạch thử thí nghiệm vũ khí hạt nhân của Nga sẽ bắt đầu. Và họ sẽ thí nghiệm thường xuyên, có thể một năm họ thí nghiệm từ 7 đến 12 lần. Có nghĩa là gì các quý vị? Có nghĩa là một tháng thí nghiệm một lần. Từ 7 đến 12 lần tùy theo cái hứng thú, tùy theo Putin thích bắn hay không. Tháng này, bắn thử trái cho nó vui đó mà. Chưa bao giờ có các quý vị. Nhiều khi các quý vị cũng biết là người ta 10 năm, 20 năm người ta thí nghiệm một lần. Nhưng bởi vì chắc là Putin cảm giác là nhiều vũ khí hạt nhân quá, dư quá, ở trong kho nhiều quá, không biết chuyện gì làm hay gì đó. Và Putin sẽ bắn 3 loại đạn khác nhau, 3 loại khác nhau mà trong kho của Putin có. Mục đích chính là gì? Là đe dọa chúng ta. Và chắc chắn là từ 7 lần trở lên, 7 lần là ít nhất. Và khởi đầu từ ngày đầu năm 2024. Nó nhỏ thôi nha. Mấy bác có muốn làm cái gì thì làm bây giờ đi. Nha, ai yêu thì cứ yêu đi. Nha, ai có ước mơ gì thì cứ ước đi. Nha, chưa chắc năm 2024 là chúng ta được làm nữa đâu, đúng không? Nghe lời Nguyên đi. Có tiền thì xài hết đi. Trong Nguyên nói nha, có rất là nhiều người nhớ, Nguyên còn nhớ hoài mấy vấn đề tận thế.
tận thế năm 2000. Trời ơi, trời ơi, xài tiền hết luôn, xài gì nữa, tận thế rồi. Không có. Tận thế năm 2012 do cái lịch Maya. Trời ơi, cũng chẳng có luôn. Nhưng mà nói thì nói như vậy, lời đe dọa của Putin thì chúng ta cũng đã nghe quá quen thuộc trong thời gian vừa qua rồi. Nhưng mà thí nghiệm vũ khí hạt nhân là thật, đó là nằm trong cái kế hoạch của Putin. Ít nhất là 7 lần năm 2024, có thể đạt đến 12 lần, có nghĩa là một tháng bắn một lần. Đó là cái kế hoạch của Putin và đã ký xác lệnh, chứ nó không phải là một cái nói bằng miệng các bạn. Tất nhiên là ông bắn thí nghiệm, chứ không có bắn chúng ta. Bắn thí nghiệm thôi, nhưng lạc đạn đâu biết, đâu phải lỗi tại tôi, đạn nó lạc mà. Lạc nó đạt lạng các quý vị. Nên đây là một cái bản tin mà nó thể khá là làm cho chúng ta lo lắng. Và tội nhất là Phần Lan đang bị đe dọa trực tiếp khi Putin đã điều động vũ khí hạt nhân nhắm về hướng phía Phần Lan. Nhưng mà người Phần Lan họ chẳng có lo cái điều đó, vì Putin rất là khoe mẽ về vũ khí hạt nhân của mình. Cái tốc độ, cái loại lẻ nhất, nó có thể bay với cái tốc độ 34.000 cây số một giờ. Các quý vị nhìn cái tốc độ nó khủng khiếp, và nó có thể thay đổi hướng. Và Putin cho rằng đây là những vũ khí bất bại, không thể ngăn chặn được bất cứ hệ thống phòng không nào. Nhưng đó là những gì Putin nói. Nhưng phải nói rằng là phương Tây họ có vũ khí tương đương như vậy, và Nga cũng sẽ không bao giờ ngăn chặn được. Nên tại sao người ta nói là nếu một ngày nào đó Putin buồn đời, ông ta nhấn nút, thì bảo đảm với các quý vị, Mỹ nhấn nút thì ít nhất là 2/3 trái đất này nó sẽ biến thành tro bụi. Và cái điều đó nó không phải lời nói chơi, đó là lời nói thật. Vì cái vũ khí mà họ có đủ khả năng đáng sợ vô cùng của hai quốc gia này, số lượng quá nhiều. Nhưng mà may thay thì hiện bây giờ chúng ta chưa có thấy, chưa thấy. Và mong là Nguyên cũng không muốn thấy đâu, Nguyên cũng không muốn thấy. Không muốn thấy đâu Putin ơi, không muốn thấy. Đây là bản tin đầu tiên về vấn đề đe dọa vũ khí hạt nhân. Và bây giờ chúng ta chuyển sang qua những bản tin về liên quan đến quân sự cụ thể ở tại Ukraine ngày hôm nay. Chiến tranh khá là khốc liệt các quý vị. Tình hình giao tranh thôi rồi. Ở chiến tranh ở tại trong đất nước Ukraine, chiến tranh ở tại trong đất nước Nga. Chiều ngày hôm qua thì Nga đã hứng chịu một đạn mưa máy bay không người lái tấn công vào lãnh thổ của Nga, đặc biệt là những tỉnh thành gần biên giới, đặc biệt là tấn công ngay trăng căn cứ quân sự không quân của Nga ở gần biên giới. Tổng cộng gần tới, người ta nói là 30 mấy chiếc máy bay, 33 chiếc máy bay không người lái đã tấn công vào. Tất nhiên là bản tin của Nga đã chia sẻ với cái giọng điệu sau đây. Ukraine đã tấn công vào căn cứ hải quân của chúng tôi, nhưng hệ thống phòng không của chúng tôi là vô địch. Máy bay không người lái vào lào vô là chúng tôi đi bay hết. Có nghĩa là không bị tổn hại gì hết. Không bị tổn hại về sinh mạng, không bị tổn hại về thiết bị. Nhưng cái đó là cái báo cáo của Nga. Cái đó là báo cáo của Nga. Theo nhân chứng địa phương cho biết, thì cái căn cứ quân sự nó nổ khủng khiếp, khói bốc ngút trời, lửa úp nhưng bởi vì dân bây giờ không thể quay phim được, giống xưa được. Xưa là quay phim được hết, xưa là sau khi vụ nổ là dân ồ đến, giống như kiến vậy đó, ồ đến rồi quay livestream đồ đó, kiếm view đồ, kiếm like đồ. Bây giờ chính phủ Nga cấm rồi. Chính phủ Nga tuyệt đối cái đó là cấm, cái đó là tội phản quốc. Đối với Nga là có thể ở tới 10 năm tù nếu mà đăng lên những cái điều đó. Và xung quanh những cái khu vực đó thì phía bên an ninh trật tự họ không cho phép người dân lại gần nữa. Nên là bây giờ chúng ta vẫn chưa biết là ngày hôm qua cái cuộc tấn công của Ukraine vào căn cứ quân sự của Nga có thiệt hại như thế nào. Nó thiệt hại như thế nào thì chúng ta không rõ các người. Thì ông Nga cũng đáp trả tương tự như vậy. Ngày hôm qua ông cũng bắn 31 chiếc bay không người lái. Thì ông Ukraine cũng nổ tương tự như vậy. Chúng tôi ngăn chặn được 30. Có một chiếc máy bay bị lọt lưới.
Trên 31 chiếc máy bay không người lái, chúng tôi ngăn chặn được 30 chiếc, một chiếc bị lọt lưới. Thì Nguyên nói là mấy cái báo cáo này là chúng ta nghe để chúng ta tham khảo, chỉ có điều là Nguyên thấy nó lạ. Nó lạ là cái số máy bay không người lái của Ukraine nó bắn nhiều hơn Nga, đó là chuyện kỳ tích, chưa bao giờ có. Ngày hôm qua, Ukraine bắn 33, Nga bắn 31. Đây là cái chuyện chưa bao giờ có. Cái số lượng Nga tấn công lúc nào cũng áp đảo hơn Ukraine hết. Nhưng bữa nay thì khác. Ngày hôm qua thì Ukraine tấn áp đảo hơn. Chuyện nó cũng lạ đúng không? Đây là một cái chuyện nó rất là hiếm các quý vị, nó rất là hiếm. Cái hiếm lạ thì mình phải chia sẻ. Nên là đây là một cái dấu hiệu chúng ta biết là cái cuộc giao tranh nó vô cùng khốc liệt. Nơi khu vực Kharkivka thì như thế nào? Ukraine vẫn chưa thất thủ nha. Các quý vị đừng có nhận lầm lẫn nghe bản tin ai đồn ai đốn đó. Trời ơi, Ukraine thất thủ ở Kharkivka không? Không, không. Ukraine vẫn đang trụ. Tất nhiên là Nguyên phải nói là với cái sự khó khăn. Bởi vì cái sự số lượng của Nga, binh sĩ của Nga nó áp đảo và nó nhiều hơn nhiều. Và đặc biệt là trong cái giai đoạn mà Ukraine đang thiếu đạn dược thì Nga lợi dụng thời cơ, Nga tấn công rất là nhiều. Điển hình cụ thể để cho các quý vị thấy được cái con số, cái tình hình mà trong cái giai đoạn mà Ukraine thiếu đạn dược của ông Mỹ, cái quốc hội của Mỹ còn đang tranh cãi được nghỉ một tuần, có nghĩa là tuần sau. Có nghĩa là cuối tuần, bởi vì chúng ta chủ nhật là thứ sáu, cuối tuần sáu ra quốc hội của Mỹ mới bàn thảo lại vấn đề bỏ phiếu cho Ukraine cái gói trợ cấp. Thì trong cái giai đoạn mà Ukraine đang thiếu thiết bị quân sự, tiền bạc, gói trợ cấp đang chậm trễ đến từ Hoa Kỳ hay cả luôn Liên minh châu Âu, là bởi vì châu Âu muốn chi ra 50 tỷ bây giờ, nhưng là bởi vì ông Hungary ổng làm khó, các vị còn nhớ đó, Hungary ổng bỏ, ổng không có đồng ý. Nên là hiện bây giờ châu Âu cũng không cho tiền Ukraine được, mà Mỹ cũng không cho được. Thì hiện bây giờ đang gặp khó cái vấn đề này. Thì Nga mới lợi dụng thời cơ này để mà tấn công. Để cho các quý vị một con số cụ thể, do tham mưu trưởng của Ukraine cách đây không lâu, vài tiếng đồng hồ mới vừa báo cáo. Ông ta nói là Nga tấn công 89 lần trong 24 tiếng đồng hồ. Đây là con số tất cả đường biên giới giao tranh. 89 lần một ngày. Khủng khiếp. Thì các quý vị phải hình dung là tất cả 1000 mấy cây số của Ukraine đó, lực lượng của Nga tấn công như thế nào, cái sự áp lực cho Ukraine như thế nào để phòng thủ. Khi lúc đó trong cái giai đoạn mà Ukraine đang thiếu, thì lúc đó ai cũng vậy mà, chiến sự là như vậy, phải đánh lúc kẻ địch yếu chứ không ai đánh lúc kẻ địch mạnh cả. Lúc mà yếu, lúc đó là quốc liền đó. Thì bây giờ Ukraine đang ở trong cái giai đoạn yếu thế, yếu bởi vì thiếu đạn dược chứ không có gì cả. Thì bây giờ Nga tấn công, theo tham mưu trưởng cho biết là 89 lần trong 24 tiếng đồng hồ. Đây là cái báo cáo cách đây khoảng tầm 2 tiếng đồng hồ, do chính tham mưu trưởng đã công bố. Thì để cho các vị cũng biết là cái tình hình nó khá là khó khăn cho Ukraine trong một cái giai đoạn này. Vì nó đạt đơn giản là cái loại đạn 150mm á, để yểm trợ cho pháo đó, pháo đài đó, nó không có, không có nhiều. Anh Quốc cũng có viện trợ, Pháp cũng viện trợ, Đức cũng kêu là viện trợ. Đức là cho cái số gần tới 300.000 viên lần, nhưng không thể nào gửi một lượt được, Đức phải sản xuất, vì không có ai có dư đi mà gửi hết. Nó chung chung là như vậy. Nên là bây giờ là phải sản xuất bao nhiêu là phải gửi cho Ukraine lấy bao nhiêu. Nhưng mà cái khả năng sản xuất của châu Âu nó không đủ cho Ukraine bắn một ngày. Một ngày sản xuất của châu Âu, nhiều quốc gia châu Âu sản xuất, không đủ cho Ukraine bắn 1000. Có nghĩa là cái sản xuất nó không đủ cho những cái gì mà tiêu thụ. Nên lúc nào nó cũng ham, nó cũng hụt hết. Châu Âu sản xuất bao nhiêu gửi cho Ukraine nó vẫn không đủ. Nó là như vậy. Nên là đó là cái tình hình để cho các quý vị thấy rõ được là cái cuộc chiến tranh nó đang khốc liệt, nó như thế nào. Nó đang nóng bỏng. Vì sao? Nga muốn có một cuộc chiến thắng, đặc biệt ở Kharkivka. Ngày hôm nay cái báo cáo vệ tinh cho biết thì xe tăng, xe bọc thép của Nga nó nằm, trời ơi, ngổn ngang nằm lớp ở tại Kharkivka hết.
Kêu là cái nghĩa địa Satan và xe bọc thép bây giờ. Nhưng Nga vẫn không ngừng. Nga vẫn tiến lên không ngừng. Vì mục đích của Nga là phải lấy chiến thắng để cho Putin có thể có những cái bỏ phiếu chứng minh là Putin đã làm được việc trong cái bầu cử năm 2024. Nên là cứ tiến lên và tiến lên. Và cái báo cáo tổn thất của Nga nó cực kỳ là nặng nề qua nhiều tổ chức độc lập, trong đó có Viện Nghiên cứu Chiến tranh, tình báo của Anh Quốc, tình báo của Hoa Kỳ và nhiều tổ chức khác đã chứng thực cái sự mất mát của Nga, nhưng Nga bất chấp. Đó là bản tin liên quan đến Kharkivka. Và một bản tin xấu của Kharkivka có nghĩa là Nga cũng đã lấn sân và lấy một vùng khu vực. Nga cũng đã chiếm đóng một vùng khu vực, chứ không phải là không có. Có nghĩa là với cái nỗ lực 2 ngày nay của Nga thì Nga cũng lấy được một chút xíu diện tích đất đai nữa ở khu vực cái Nga ăn một chút mỗi ngày. Và cái điều này rất là lo cho Ukraine trong những ngày kế tiếp. Đó là bản tin liên quan đến khu vực Kharkivka mà Nguyên muốn chia sẻ cho các quý vị. Và bây giờ chúng ta chuyển sang qua bản tin Putin trả lời với Putin. Cái bản tin này nó hơi hại não đó. Cái bản tin này nó hơi bị hại não đó các quý vị nha. Các quý vị nói Nguyên ơi sao kỳ vậy? Putin trả lời với Putin là sao Nguyên? Đó thì Nguyên cũng thấy lạ lạ các quý vị. Thì đây là một cái bức tranh, bức hình ở trên đài Sputnik của Nga ngày hôm qua. Các quý vị có thể coi gần hơn. Hai ông nào cũng Putin hết. Phân biệt như thế nào đây? Ông nào cũng Putin, con ông thì mập hơn chút, ông ốm hơn chút, nhưng ông nào cũng là Putin hết. Putin đã xuất hiện trên đài truyền hình, thì trong cái bài đó thì có tự ơn có một cái khuôn mặt giống như là Putin, y hệt Putin, đặt những câu hỏi cho Putin và Putin phải trả lời cái điều này. Đó, ghê thiệt. Thì các quý vị cũng biết á, là có rất là nhiều người ta tình nghi là có những người giả mạo Putin, thì thường á đóng vai Putin để thay thế lúc mà những cái chuyến đi nguy hiểm hay là những cái nơi mà Putin xuất hiện bị nguy hiểm để hay là những cái xuất hiện đánh lừa gián điệp tình báo, thì cái điều đó là người ta cáo buộc rất là nhiều. Thì ngày hôm qua Putin đã xuất hiện trên đài truyền hình. Ông này ông nói là tôi không phải là Putin, tôi là người giống Putin, tôi có những câu hỏi. Thì ông Putin ông giải thích là giống tôi đó, giọng nói cũng giống tôi, khuôn mặt cũng giống tôi, nhưng không phải là tôi và không ai có quyền thay thế tôi hay là đóng giả tôi. Người ta có quyền giống tôi nhưng người ta không thể mạo nhận tôi, thay thế tôi và đóng tôi được. Cái điều đó không được. Nhưng mà với cái công nghệ ngày hôm nay thì với cái trí tuệ nhân tạo, người ta có thể làm bằng đủ thứ biện pháp, bằng con robot nè, hay là người ta làm bằng cái gen ADN, người ta chế tạo con người giống Putin. Đó là cái công nghệ tân tiến không thể thay đổi được. Ông ta nói là không thể thay đổi được. Và nước Nga cũng sẽ đi theo với cái sự tiến bộ của nhân loại như thế này. Thì đây là cái điều mà Putin đã thừa nhận là có người giống mình. Có người giống mình, Putin không có phủ nhận điều đó. Nhưng không có người nào mạo danh Putin, thay thế Putin, đi chỗ này, đi chỗ kia, phát biểu chỗ này, chỗ kia thì không có. Không có. Nhưng người giống Putin thì Putin không có phủ nhận. Thì cái điều đó là ông ta nói, nhưng mà thực tế ai cũng đều biết điều đó. Lúc nào những nhà lãnh tụ, độc tài hay không độc tài, đều có những người thế thân hết. Những người có khuôn mặt lai lai giống hết. Để làm gì? Để đi những cái nơi nguy hiểm và họ cho là bị ám sát, để đánh lừa. Cái điều đó Nguyên thấy nước nào cũng có. Nước nào cũng có. Kim Jong-un cũng có. Joe Biden cũng có. Putin cũng có. Macron cũng có. Nguyên thấy rất là nhiều. Zelensky cũng có. Họ không phải giống 100%. Họ chỉ lai lai thôi. Có nhiều người chỉ có lai lai. Bắt trọng thì có hay không thì Nguyên không biết. Bác Trọng có hay không thì Nguyên không biết, tại vì Nguyên không có thấy. Không có thấy thì bác Trọng ít có xuất hiện đó, ít có xuất hiện đi đó đi đây thì mình không có biết. Nhưng mà rất là nhiều người lãnh tụ trên thế giới, họ có cái người giống như họ. Ông Tập Cận Bình có đầy. Tập Cận Bình có đầy. Cái người mà giống như ông Tập Cận Bình là đầy luôn đó. Thì đây là một cái bản tin
mà Putin đã xuất hiện là tại sao Nguyễn, là Putin trả lời với Putin đã cũng khá làm gây sự chú ý, gây sự chú ý. Đó là bản tin nho nhỏ để cho Nguyên chia sẻ với các quý vị thấy rằng là cái chuyện nổi bật của Putin. Bữa nay chúng ta đưa Putin hơi nhiều ha, tin Putin hơi nhiều. Gần đây nhất thì Tổng thống Joe Biden để muốn thuyết phục ở dưới Hạ viện để thúc đẩy cái gói trợ cấp cho Ukraine. Nên là trong cái bài phát biểu của Tổng thống Joe Biden, nó có nêu lên một cái kịch bản. Đó là nếu Ukraine thất thủ, thì trong tương lai NATO, có nghĩa là Mỹ và Nga, sẽ bước vào cuộc xung đột. Lý do chính là bởi vì sự tham lam của Putin nó không ngừng ở tại Ukraine, mà nó sẽ lan rộng vào những quốc gia NATO. Thì đây là cái lời phát biểu của Tổng thống Joe cách đây vài ngày trước, để đem một cái kịch bản xấu nếu Mỹ không cung cấp cho Ukraine trong cái giai đoạn này. Thì cái bài phát biểu đó, các quý vị, cái bài phát biểu đó đó, nó vui như thế nào? Cái bài phát biểu đó đó, nó đã dẫn đến Putin phải trả lời trước báo chí ngày hôm nay. Putin nó không có đâu, trời ơi, tôi làm gì có, trời ơi, tại vì tôi với Ukraine là xích mích thôi, còn với tôi không bao giờ có ý định tấn công NATO đâu. Tổng thống Joe Biden đã nói cái lời này hoàn toàn là sai biết. Đấy, không lẽ ông nói ông thừa nhận là ông tấn công liên minh NATO? Ông làm gì ông có đủ tư cách mà dám nói câu đó? Bởi vì ông nói câu đó thì quốc hội của Mỹ sẽ chi tiền cho Ukraine liền. Bây giờ ông đang vô cùng mừng khi quốc hội của Mỹ vẫn chưa ký, vẫn chưa đồng ý, ông đang vui cùng mừng rỡ. Bây giờ ông mà khiêu khích NATO một cái là quốc hội của Mỹ, bởi vì đồng minh, bởi vì áp lực là thông qua liền, là lời nói của Tổng thống Joe là chính xác. Thì ông tất nhiên là ông sẽ nói không có đâu, trời ơi, ngày xưa đánh Ukraine cũng vậy, không có đánh đâu, tập trận thôi mà. Cho Nguyên nhắc nha, trước khi ngày 24 tháng 2, Putin đâu bây giờ nó đánh chiến tranh Ukraine đâu. Ôi trời ơi, tôi tập trận thôi mà, trời ơi, tôi đang tập trận thôi, tôi có quyền tập trận mà. Ngay chăng 5 giờ sáng 24 tháng 12 đổ binh qua đánh Ukraine bất chợt. Nên tại sao Nguyên nói chúng ta phải rất là cẩn thận, đừng nghe những gì Putin nói. Vì Putin không bao giờ giữ lời hứa. Và trong lịch sử đã chứng minh rất là nhiều lần, các quý vị, rất là nhiều lần, chứ không phải là một lần, các quý vị. Nên nó nói chúng ta thấy rõ được cái sự việc cụ thể đó như thế nào, và đừng nghe những gì Putin nói. Đó là bản tin liên quan đến Putin ngày hôm nay. Và đó là bản tin liên quan giữa Ukraine và Nga. Và bây giờ chúng ta đi qua những bản tin khác nha. Chúng ta đi bản tin khác. Bản tin kế tiếp mà Nguyễn muốn chia sẻ với các quý vị liên quan đến Đài Loan mến thương. Đài Loan ngày hôm nay có tin gì vui thì đơn giản là phía bên quốc hội của Mỹ đã chính thức mới vừa đây ký cái hợp đồng với Đài Loan là buôn bán cho Đài Loan cái giá vấn đề khí tài quân sự liên quan khoảng tầm 300 triệu đô la. Trong cái gói này á, đặc biệt là Đài Loan mua những cái hệ thống để bảo vệ cái lãnh vực chỉ huy của mình, có nghĩa là không bị tin tặc tấn công, những cái thông tin truyền đạt nó được lẹ hơn, những hệ thống máy móc, quan trọng là hệ thống máy móc chỉ huy. Nguyên không biết dịch tiếng Việt Nam nó như thế nào, cho Nguyên mạng phép dịch như vậy, chắc là cái ngôn từ nó dịch không chính xác, nhưng đây là những cái hệ thống chỉ huy mà lực lượng Đài Loan cần thiết để ứng phó những cái kịch bản trong những ngày kế tiếp Trung Quốc tấn công. Thì chúng ta không biết chừng nào Trung Quốc tấn công, cái điều đó Nguyên nói là Trung Quốc sẽ sẵn sàng tấn công Đài Loan bất cứ lúc nào. Nên cái đó là cái mối đe dọa mà Đài Loan cũng phải chuẩn bị cái kịch bản đó. Đặc biệt là những cái hệ thống cũ nó không còn được an ninh nữa, nó dễ bị tấn công với hacker, nó dễ bị những cái hệ thống khada nó bị quấy nhiễu. Nên là Đài Loan họ đầu tư vào và qua kỳ gửi những công nghệ mới nhất của họ, những công nghệ an toàn nhất của họ để yểm trợ cho Đài Loan về cái tình hình này. Nên là cái hợp đồng mới nhất giữa Đài Loan và Mỹ trị giá 300 triệu đô la. Đây là một cái bản tin nhỏ liên quan đến Đài Loan mà Nguyên thấy nó cũng cần thiết cho Đài Loan, các quý vị nhé.
Hiện bây giờ thì áp lực Đài Loan rất là nhiều. Máy bay dưới cái truyền thông của Trung Quốc, nó đặc biệt nhất là cái truyền thông của Trung Quốc. Cái sợ nhất nó không phải là máy bay trên bầu trời, đó là cái truyền thông của Trung Quốc xâm nhập vào ở tại Đài Loan. Chính phủ Đài Loan đã cảnh cáo cái điều này, đã có nhiều trang mạng xã hội đã bắt đầu loan tả ra những thông tin đe dọa tinh thần của người dân cử tri để cho cái bỏ phiếu năm 2024. Và cái điều đó là cái điều đáng lo nhất trong cái hiện trạng bây giờ. Vì sắp sửa đây thì vào tháng 1 thì phía bên Đài Loan họ bắt đầu bỏ phiếu. Và ai sẽ là tổng thống tương lai, đảng phái nào, thì cái điều đó là cái điều quan trọng. Tương lai đất nước Đài Loan nó nằm ở trong cái đợt bỏ phiếu này. Đây là cái điều mà hiện bây giờ lo lắng nhất trong những cái ngày kế tiếp. Và bắt đầu tháng 1 thì chúng ta sẽ làm việc và thông tin của Đài Loan thì Nguyên sẽ chia sẻ gấp đôi, gấp 3, gấp 4 lần so với thời gian thường. Và tháng 1 cũng vậy, là cái tháng mà Nguyên sẽ chia sẻ thông tin của Mỹ rất là nhiều. Vì chúng ta đã bước vào trong cái giai đoạn tranh cử ở Hoa Kỳ khốc liệt, nên là bắt đầu chúng ta đưa chia sẻ những bản tin liên quan đến Mỹ, đến Đài Loan, hai cái bầu cử cạnh tranh. Chúng ta còn Nga thì khỏi cần nha các bạn nha, bầu cử của Nga thì chúng ta đã biết kết quả rồi, không cần thiết phải bàn thảo về bầu cử của Nga. Ông nào ứng cử, bà nào ứng cử, đối với Nguyên nó không còn quan trọng. Putin thắng chắc. Putin thắng chắc rồi, nên Nga cũng có bầu cử năm 2024, tháng 3 là bỏ phiếu rồi đó, tháng 3 của Nga là bỏ phiếu rồi. Nhưng mà Nguyên sẽ không bàn gì bầu cử của Nga hết, vì Nguyên không có lý do gì mà phải bàn. Vì Nguyên thấy rõ là Putin thắng chắc rồi, đặt cược là 100%, bây giờ có cá cược chỗ nào là Nguyên bỏ hết tài sản của Nguyên vô luôn. Đó, đặt cược là Putin thắng chắc. Đó là bản tin liên quan đến Đài Loan và Mỹ một chút xíu thôi. Chúng ta quay lại bản tin của Việt Nam ngày hôm nay. Bản tin ngày hôm nay có vài bản tin làm cho Nguyên cũng khá đau lòng và nhức đầu. Đó là cách hướng ngoại của chúng ta mà làm cho Nguyên không thích. Cách hướng ngoại, và có cái câu chuyện ngày hôm nay nó làm đáng buồn. Sự ý thức và sự hiểu biết và cái trào lưu của Việt Nam làm cho chúng ta lo lắng cho cái tương lai của đất nước Việt. Thì gần đây nhất có một bài viết, nó đã làm cho khá là nhiều người bận tâm ở trên mạng xã hội. Đó là người ta phân tích giữa cam nước cam ngọt của Việt Nam với chanh của Trung Quốc ở Quảng Đông, và hiện bây giờ nó như thế nào. Hiện bây giờ tình trạng của Việt Nam đó, thì chanh của Việt Nam, trái chanh của Việt Nam hay là cam của Việt Nam đang ở trong cái giai đoạn mà không bán được. Bèo tới mức độ mà những trái cam ngọt, nước ngọt 6.000 đồng một ký. 6.000 đồng một ký mà không ai mua. Khi lúc đó Việt Nam đã nhập cảng cái loại chanh Trung Quốc. Cái loại chanh nó không có nước, nó không có nước cái mốc xì gì hết, với cái giá là 70.000 một ký. Một cái loại chanh ở tại Quảng Đông mà hiện bây giờ không bán được, không bán được, ở Quảng Đông chẳng có người nào mua hết, nhưng đem về Việt Nam là 70.000 một ký, và người Việt Nam tranh đua với nhau mua. Và câu chuyện nó như thế nào? Ở tại Trung Quốc thì ở tại thành phố Quảng Đông thì cái vấn đề chanh, cái loại chống chanh này năm nay làm sao không biết, nó không có nước, ít có nước lắm, phải giả giống cha mẹ nhận không ra nó mới ra nước. Thì một TikToker nổi tiếng, đã, các vị biết phong trào Việt Nam bây giờ là chanh muối đó, chanh muối giả tay á, chanh muối giả tay đó. Ta phong trào Việt Nam bây giờ quán nào cũng có, nó mọc như núm vậy đó. Bây giờ Việt Nam mà đi theo phong trào thấy người ta làm ăn được thì chỗ nào cũng mở. Chanh rồi nước đá rồi đường rồi giả vậy đó. Rồi một anh TikToker ở Trung Quốc, ảnh làm cái vấn đề này, cái bỗng nhiên nổi tiếng, còn mấy ông bà Việt Nam của mình, mấy ông bà Việt Nam ồ ạt đi, đi mua chanh về nhà giả uống, ồ ạt đi, thấy phong trào TikTok. Mấy các bạn biết là mấy đứa nhỏ nó bị ảnh hưởng, mà phải là chanh Quảng Đông cũng được. Ủa sao, tại sao cần thiết như vậy, chanh gì mà không được? Không, phải chanh này mới được á, TikTok nó như vậy. Bắt đầu ông bà mới đổ xô chạy mua. Cái giá chanh ở bên Quảng Đông nó dục ở thùng ghét, nó chẳng có giá trị gì hết. Nó về bên Việt Nam 70.000 một ký, đua với nhau mà mua.
Khi lúc đó trái cam của mình có 6.000 một ký, ngon lành cành đào ngọt ngon, ông bà chẳng ai mua hết. Sao kỳ vậy? Nguyên nói Nguyên sợ nhất là hướng ngoại, mấy cái kiểu mà vô lý đó. Đi theo chạy một cái phong trào mà chúng ta đã giết cái nền kinh tế. Người ta thì cứu cái nền kinh tế của người ta, người ta cứu một cái sản phẩm, người ta đi dục thùng ghét, người ta cứu được một cái sản phẩm gây dục thùng ghét, người ta bán lại cho chúng ta trở thành một cái sản phẩm có giá trị mà chúng ta bu nhau mua. Khi lúc đó chúng ta có một cái sản phẩm có giá trị mà chúng ta không thể tiêu thụ được. Cái điều đó là lý do tại sao? Bởi vì cái sự ảnh hưởng của chúng ta bị Trung Quốc quá nhiều. Cái điều đó mới là đáng sợ các quý vị. Cái tầm ảnh hưởng của Trung Quốc chúng ta nó quá lớn. Nó thúc đẩy vấn đề kinh tế Việt Nam chúng ta nó bị ảnh hưởng quá lớn. Cái điều đó là cái điều sợ nhất. Có nghĩa là cái cách xâm nhập của Trung Quốc liên quan, nó làm ở Trung Quốc liên quan đến Việt Nam đâu. Tại sao cái vấn đề ở Trung Quốc mà nó liên lụy đến Việt Nam? Cái điều đó mới lo cơ. Đây là một cái ví dụ nhỏ, nhưng nói chúng ta biết là chúng ta bị ảnh hưởng đến những truyền thông của Trung Quốc. Chúng ta ảnh hưởng đến cái trào lưu của Trung Quốc. Nhưng cái trào lưu của họ thì cứu nền kinh tế của họ. Nhưng ngược lại chúng ta đang giết cái nền kinh tế của chúng ta. Chúng ta đang giết nhà nông của chúng ta. Cái điều đó thì chúng ta phải suy nghĩ chứ. Chúng ta phải suy nghĩ chứ. Trời ơi, mấy ông chính phủ phải suy nghĩ. Rồi tại sao những diễn viên tài tử nổi tiếng ở nước người ta, người ta biết cách làm sao cứu nền kinh tế, còn mấy ông diễn viên ca sĩ nổi tiếng của mình, nghệ sĩ của mình, tại sao không biết? Học của người ta đi. Học của người ta, tại sao chúng ta không tạo ra một cái trào lưu của mình? Không tạo cái sen của mình? Tại sao chúng ta lúc nào cũng bị lệ thuộc về những cái sự việc áp lực của người khác và chúng ta bị liên lụy như vậy? Và cái điều đó là cái điều đáng sợ, đó là cái văn hóa xâm nhập. Cái điều đó là Nguyên lo nhất. Và bây giờ cái ảnh hưởng truyền thông, đặc biệt qua cái trang mạng TikTok, nó dẫn đến cái sự xâm nhập đó đáng sợ vô cùng. Nó đáng sợ vô cùng các quý vị. Đây là cái chuyện nó rất là nhỏ, nhưng cái nói đây đó là cái xâm nhập văn hóa và truyền thông. Cái đây là Nguyên muốn nói cái chính là cái điều đó. Bởi vì chúng ta bị cái sự xâm nhập đó nên chúng ta mới bị ảnh hưởng, nó bị tác động đến như bây giờ. Nói về Việt Nam thì nhiều lắm. Nói thực tế với các quý vị, nói thì nhiều cái vấn đề mà để chúng ta phải nói mà nó hoài không hết. Nó hoài không hết. Bởi vì Nguyên thì Nguyên đấu tranh cho vấn đề học vấn là chính. Cái vấn đề học vấn, Nguyên đấu tranh cho vấn đề mà Nguyên nói là, đối với Nguyên là nếu thay đổi đất nước Việt, hiện bây giờ không có cách nào ngoài cái vấn đề đấu tranh cho học vấn hết. Chỉ có dân trí cao thì đất nước mới thay đổi. Chứ dân trí mà cứ như vậy hoài thì dù đấu tranh cách mấy, đối với Nguyên nó cũng không đem lại cái thành quả, không đem hái được. Phải làm sao nâng dân trí cao? Muốn nâng dân trí cao chỉ có đầu tư vào học vấn. Học vấn là cái nền tảng mà đối với Nguyên nó vẫn là cái nền tảng tốt nhất. Nó có thể lâu, nó có thể mất rất là nhiều năm, nó có thể mất tới 30 năm, nhiều khi 40 năm cũng có thể. Nhưng nó chắc chắn nó sẽ đem lại cái thành quả trong tương lai rất là rực rỡ cho đất nước Việt Nam. Còn nếu chúng ta nếu mà chúng ta không đầu tư vào vấn đề học vấn thì Nguyên tin chắc làm cách mấy nó cũng không thay đổi được bao nhiêu hết. Vì cái nền tảng nó không có. Quan trọng cái gì cũng vậy, xây nhà nó cũng phải là cái nền. Cái nóc nó cũng quan trọng, nhưng mà cái quan trọng nhất nó vẫn là phải cái nền. Nó là cái nền, nó là cái nền tảng không có thì không có cái gì nó bền vững được hết. Nó chỉ được bề ngoài thôi, rồi vài năm sau nó sẽ dập tắt. Nên là cái điều đó là Nguyên cho nói là bữa nay chúng ta chia sẻ cái bản tin nho nhỏ của Việt Nam để chúng ta biết là cái sự tầm ảnh hưởng của Việt Nam, của Trung Quốc đến Việt Nam chúng ta nó dữ dội như thế nào. Và cho Nguyên nói như thế này, người Việt Nam phải bắt đầu học có một cái ý thức, hãy mua đồ Maya in Việt Nam đi. Nguyên nói thật luôn á, đừng có Maya Trung Quốc nữa, cứ Maya in Việt Nam giùm Nguyên đi. Nha, chúng ta phải có ý thức điều đó. Cứ Maya in Việt Nam, Maya in Việt Nam. Rồi mấy cái nhà nông, mấy cô chú bán có lương tâm chút xíu, bớt bỏ chất cấm, chất khoa học, chất này chất kia, bán có lương tâm đó. Hai bên đều có một cái ý thức hết, Nguyên bảo đảm đất nước chúng ta tuyệt vời, đất nước chúng ta sẽ lên tiếng. Bên nào cũng có một cái ý thức hết,
Nhưng mà muốn có ý thức đó, nó cũng nằm chỗ học vấn. Cái khổ là chỗ nói vòng vòng đó, nó cũng quay trở lại cái điểm đầu. Đó là cái nền tảng đầu. Bởi vì chúng ta không có ý thức là bởi vì cái giáo dục chúng ta nó thất bại. Là cuối cùng nó cũng nằm quay lại cái chỗ đầu các quý vị. Nên tại sao Nguyên nói thôi, đấu tranh học vấn bây giờ đấu tranh cách khác nó cũng quay lại chỗ đó à. Nói cho đã, bởi vì sao ý thức không có là do sự giáo dục. Và bởi vì cái giáo dục nó thất bại nên dẫn đến cái ý thức không có. Cái xã hội nó thất bại là do sự giáo dục. Nên là nói vòng đi vòng lại thì nó cũng quay trở lại cái điểm chính, cái cốt lõi, cái gốc của cái củ trụ là chỗ học vấn. Nguyên ngừng chương trình này ở đây. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị em các bạn lắng nghe thời sự của ngày hôm nay. Bye bye các cô chú anh chị em. Ngày mai chúng ta sẽ gặp lại với nhiều bản tin sôi động khác. Vào Nam chúng gây điều uất nghẹn, cướp của dân tha hiếp hại dân lành. Đồng bào ta dơ dến xiết lầm than, nên phải sống diệt tan loài quỷ đó. Ta phải sống, sống cho người, cho cháu con, cho tuổi trẻ tương lai. Ta phải sống, phải đứng lên làm sáng tỏ, nỗi hờn căm xin góp một bàn tay. Hãy đứng lên không cúi đầu phó thác, nhìn cộng nô dâng đất nước cho tàu. Bằng công hàm bán nước bọn đầu trâu, vì tổ quốc non sông ta phải sống. Ta phải sống, sống tin sông, dòng hào kiệt, dòng máu của cha ông. Ta phải sống, dù xương máu chất cao, nhưng phải sống sáng danh không hổ. Hãy đứng lên, đừng nhìn nhau xa lạ. Hãy một lòng vì nước quyết vùng lên. Đừng tham danh như bao kẻ ươn hèn, vì lợi nhỏ quên đi điều nhục nước. Ta phải sống, không khuất phục, diệt quân thù, dựng lại nhà Nam. Ta phải sống, nhìn quê hương bừng sáng, máu trong tim bất khuất quyết không hàn. Hãy đứng lên cùng nhau mau tỉnh thức, đừng quay lưng giấu mặt, đừng làm ngơ. Hãy chỉ tên vạch mặt bọn côn đồ, dân nước Việt không bao giờ hèn nhát. Ta phải sống, không cúi đầu, nhìn cộng sản tàn phá quê hương. Ta phải sống, sống cho ngày mai, và phải sống cho quê hương nước Việt. Ta phải sống, không cúi đầu, ta phải sống cho
cho người trẻ tương lai. Ta phải sống, sống cho ngày mai, và phải sống.